Cái thời gian mà Đại Ca Thi gọi là phát triển mạnh nhất và giàu có nhất thì lúc đó thì giữa chú với Đại Ca Thi như thế nào? Thì dẫn anh em lâu lâu rồi nói có chỗ nào nhảy đầm hay gì là nên đi kiếm chú. Thì hồi đó lúc đó là chú giữ đường tự do, chú giữ Esportin ba, Lily ba, Jacqueline ba, Fuji ba. Cái việc hồi xưa mà mình gác kiếm giang hồ á, dễ không chú? Có bị làm khó làm dễ gì không? Không, mình không chơi nó thôi. Mình không chơi thì nó thấy mình xa xa thế thì nó sẽ trả thù. Không dám không? Nó cũng biết mình chứ bộ. Nó cũng biết nó không ăn mình nổi. Nhưng mà mình không có dính líu gì nữa hết. Chứ còn nó biết tay đôi, nó làm sao làm lại mình. Đối với tụi nó một hai thằng, đối với chú ăn nhầm gì đó. Mỗi một khu có một thằng, ví dụ vậy. Đó. Tàu là ở khu Chợ Lớn, À, nó ở còn Đại nó Ca Thi trên là khu Sài Gòn, chú là với một số anh em là ở bên khu Gia Định, là phân chia ra ba vùng. mấy dùng thì tối á, hồi đó đợi anh Lai ông coi tối, Lai. anh ship ở đó tên anh Lai, tối ông kêu đâu bốn cái giường này cái làm cái võ đài, có nghe không? Hãy tàu nhảy lên, thằng nào thù với nhau cứ nhảy lên, nhiều không thù thì cũng đánh, nào có nghề quýnh mà. Thì thằng Đại nó nhảy lên, nhà nó đụng ngay thằng Bảy Bò vô côn. Thằng đó nó ngay nó mười người trà, nó đẹp trai lắm, nó khoái chú. Thì hồi đó thì nó ở phu côn, chú đánh dài đó, nó đòi gả em gái cho chú. Em gái nó đẹp lắm mà tại chú không biết ăn lóc, thì chú biết tiếng trà nên không lấy được nó. Cái kia vô thì thằng Đại nhảy lên, thằng Đại thì bự bự con, nó cũng bự con, nhưng nghe tiếng gậy nó nhảy lên. Đại bay vô, Đại nó không có biết nghề, Đại nó bay vô thằng Bảy Bò nó đập cho một cái rồi que, nó bỏ chân ngang nó đập một cái, chú ngồi dưới chú nghe, thằng Đại nó liền lắm nhưng mà trúng cái đòn nó trao đảo, chú thấy tội, chú biết thằng Đại cũng không lợi đâu, nó cũng chết à. Chú nhảy lên chú kêu thằng Đại mày xuống để tao, tại chú khoái chú thấy nó giật người nhỏ chú biết mà, nên nó tao không đánh với mày. Thành ra chú leo xuống, nhưng chưa kịp leo xuống thằng thằng xóm sò hồi xưa nó là đệ tử của Hải Phòng Kim, nó đánh Chợ Lớn, nó thấy chú rồi. Tại hồi xưa nó nghe phong quanh là chú đánh với thằng tỷ bắn bùm bướm á, tỷ cây keo nó ngày giỏi giỏi lắm, chú đánh nó chịu không nổi. Cái thằng Hải Phòng Kim nó nói tiếng Tàu, nó nói không có đánh được mày, đánh không lần chạy già này đâu, nhưng mà nó là bạn của tao thôi không có đánh. Thì chú mới leo xuống, em xuống thì lại nó thấy chú vậy nó mới hỏi chú mày ở đâu, nó tao cũng như tao lang thang như mày, không có nhà cửa gì hết. Cái thằng Đại nó hỏi tao hỏi mày ở đâu, là nó chừng nào về mày đi theo tao. Thế là hai anh em mới về ở nó ở sau đường hẻm Ca Thai, nó có cái đường hẻm bán ve chai. Cái hẻm Ca Thi là nằm ở đường nào chú? Những thấy học đúng không? Gần cầu Ông Lãnh. Ở mãi xa, cầu xa. Lãnh dưới kia, cầu Ông Lãnh cầu muối. Cái là phát Ca Thai không? À con nhớ rồi, đường Nguyễn Thái Bình, đường Nguyễn Công Trứ á. Đúng Cái đó. đoạn, bây giờ là nó là phường Nguyễn Thái Bình á, quận nhất á. Con đi lên con quẹo qua là ngân hàng. Đúng rồi. Chú nhớ vậy thôi, lâu rồi. Tức là hai anh em ở sau đường hẻm đó đó. Thì hồi đó ở đó nó có là kêu đường hẻm Gia Beo. Gia Beo. Thì hồi đó anh Tám Lâu là đàn anh đó đó, anh có sòng bài đó. Thì lúc đó thằng Đại nó còn nhỏ, nhưng mà nó kêu anh Tám thằng anh, mà cái máu của nó là không sợ ai đó. Thành ra sau này chú với thằng Đại mới mang xuống anh làm. Đại nó bắt buộc anh là như bắt buộc phải không, anh Tám thì anh ngại nó. Nó ngại anh có chuyện nghiện kêu thằng Đại. Thằng Đại nó minh ảnh, thành ra cái tiền mỗi ngày hay gì ăn uống gì đó, thì bên tiệm Tàu nó không có lấy tiền. Sáng chú với thằng Đại qua đó thì mặc ăn uống xa xíu gì ăn uống no đi cái xuống là đường hẻm Giao Eo kiếm tiền hai đem đi chơi. Thành ra sau này chị Tấm Lâu bà ghét chú lắm, bà nói chú xuống hiện đại, nhưng mà sự thiệt không phải đâu.
tại cái tính nó vậy. Đó, thành ra từ đó hai anh em cái từ ngày lớn lên là biết ăn chơi, biết sửa sạn này kia. Đó, tối là đi ba bắt ra thằng Phước Tàu ngủ. Ờ dài nhảy đầm. Rồi nó biết nhảy đầm. À hồi đó có ba nó nằm ngay góc Sài Gòn nhưng mà đường Mỹ Cảnh, Mỹ Cảnh. Mỹ Cảnh nha. Nhà Mỹ Cảnh tối nhảy đầm đó. À thì chú dân đại không có tốn tiền, tại vì cái bữa đó đó chú dân đại vô nhảy đầm, dân đại mới chỉ chú cái thằng đó đó nó đi vô nhà tắm, mày vô mày kè nó, mày lấy cái mắt kiến nó nó không thấy đường, cũng như con vậy, nhưng mà nó dày lắm, nó là con của chủ kiểm gai đó. Dân đại nó mày vô mày xiết nó, bắt nó trả tiền bàn mình. Cái chú nghe lời đại chú vô. Lúc đó chú xỉn chứ chú không uống bia. Không, uống nước đi nhảy đầm thôi. À, uống nước nhảy đầm hả? À, không có sai gì đó. Dạ. Nhưng mà đại nó chỉ chú. Dạ. Rồi vô mà kêu nó. Đấy, chú vô, chú cầm cổ nó, chú lấy cái mắt kiếm nó. Nhưng mà biết tao, ơi, không biết. Mà mày dòm tao chạy già. Đen thù lùi à. Mày dòm cái bàn đó, bàn số mấy. Khi nào mày thấy tao với thằng đó là mày bị nó mê nhảy đầm nữa. Mày trả tiền nghe chưa? Nó là dạ. Hay là từ đó chú dân đại nhảy đầm bao nhiêu là nó trả. Rồi bản tính thằng đại này nè, từ tại sau này ra là phát đại nam rồi này cái nọ, là tới đâu nhảy đầm không có tốn tiền. Còn cái chỗ như là đêm màu hồng rồi này kia là mấy chục phần trăm, nhưng mà có người trả hết. Một cái bàn sáu cái ghế không ai được quyền ngồi. Ở ngoài con đi vô là thấy chữ đại ca thai, nhưng mà đại ca thai đã đứng hàng thứ hai. Cái bàn trước cũng một cái bàn tròn sáu cái ghế là Trần Kim Quy, tức là Hắc Công Tử, cậu Hoa Quy, rồi mới tới đại ca thai, rồi vô gốc á mới là Lê Hằng Minh, Tiểu Hai Trâu Điên. Thằng đại nó còn hơn Tiểu Hai Trâu Điên nữa. Nó chỉ thua có Hắc Công Tử, cậu Hoa Quy thôi. Thành ra không ai được quyền. Sáu cái bàn đó, sáu cái ghế với cái bàn đó là có người trả tiền. Không nhỉ, nhưng mà có người trả tiền. Không ai được quyền ngồi. Khi nào chú nàng sủ hay là con búi đồ này lên vô ngồi nhảy cũng không có trả tiền. Cái bàn cái ghế nó là ưu tiên, không có trả tiền, có người trả là chú kém gai trả. Tức là nó uy tín nè. Là kẹp gai là cái người mà hồi chú lấy cái mắt kính đó. Vua kẹp gai. Vua kẹp gai. Bằng lấy mắt kính là con ông á. À. Hồi đời Mỹ á, giả thầu được kẹp gai. À. Con biết kẹp gai mà nó bao hết của Mỹ mà không biết tiền cỡ nào. Đi giàu lắm. Nhưng mà vua. Chỉ có một cái hành chú lấy cái mắt kính thôi mà sao ông vua kẹp gai ông lại bao luôn cái chuyện. Con đó. Con đó. À cái thằng đó đó. Thằng đó là sợ, từ đó nó sợ luôn. Ừ, nó sợ luôn. À. Tức là nó biết chú thằng đại sau này nó biết tên. À. Bởi nó chú nói nó mà mày dòm tao chà già. Dạ. Mày nhớ không? Mày nhớ. Nó cười lắm mà nó cũng dễ thương. Dạ. À, lúc nó mới bạch bẹ đi chơi mà vẫn có tiền. Cái hồi đó nó có cái này. Nhưng mà thằng đại nó dốt mà nó rất lực. Chú cũng không hiểu như thế nào nha con. Cái lúc mà hai anh em ở tù Chí Hòa á. Thì đó thì ngày tối cũng cờ tướng mà. Tới bữa ra trưa cái chú mới kiều nó. Cái chú nói mày lại đây tao nói nghe. Nó hỏi cái gì à? Thì con biết chú có ăn học mà. Nó tưởng đâu chú ngu dốt như nó. Ai về chú có chữ biết chữ. Cái chú nói về người phải có tên. Mày muốn lấy tiền ở đâu mày phải có chữ ký. À, cái chú dạy nó. Cái năm mà hai anh em lên Đà Lạt chơi đó thì chú mới nói mày nhớ cây cung mà tao mày mua lên nhà thờ ở chỗ con bò tụi mình chụp hình tao mày và bắn chơi không đó, cây cung nó tên mày đó, ở trong cây cung đó đó. Cái là sao tên tao, tao nói à, bây giờ cây cung mày dương ra vậy đúng không,
mày xây vô ngực mày, tao quay chữ D không? Thì vừa mày dòm bản lô tô bít mà tao mày đi tô bít, nó có cái hình mà hai đứa nắm tay, có cái bằng vuông, nó bằng đá, có hai đứa nhỏ nắm tay đó, mày thấy vuông không? Đúng. Mày gạch ngang cây cung, rồi mày để cây sắt ở trên xuống, mày đóng trên đầu cây đinh, ở dưới đứt cây đinh tên mày hả? À, vậy mà sau này tụi nó giả chữ ký nó, con biết lấy tiền chợ lớn á, lấy tiền của tàu á, thì tầng tầng anh viết chữ tàu, thằng đại ký, người ta đưa. Còn lấy Việt Nam thì anh ba chó viết, thằng đại ký, người ta đưa. Sau này đám tụi cụ hồn mà nó giả chữ ký thằng đại nữa, lên Melody lấy, gặp cậu Sáu, ổng kêu cậu hai lên đây. Ông biết không phải chữ thằng đại nữa, mà nó hay y như vậy luôn. Mà sao trong đó nó có cái gì mà có cái dấu gì mẹ nó dốt mình hay à, bởi sao này nó cười hoài chứ mẹ sao mày ký sao mà sao tao biết trên tên mày này, nó sao tao kỹ mày đâu em mày kỹ tao cho tao kỹ mày nhưng mà chú với nó mà bao giờ con à, sau này lớn lên thì hai anh em chia tay, thì biết có vợ biết lấy này kia, này chú bỏ nó chú đi à, sau đó có một lần chú theo vợ chú, đầu tiên là chú theo con Thu Lai bà Chiểu, con của bà Lệ Liễu á, thì thầy chú mới chở hồi đời Velocelect mà 2200 mà đẹp lắm đó. Chú chở bà xã ra, chú thấy nó dựa góc ở chỗ cà thai, nó dựa cái lưng đó, đó. Chú tấp vô, chú thấy nó chú mừng, chú thăm nó mà chú tấp vô cái nó không nói chú tiếng nào, nó kêu còn tự nói chuột đâu. Cái kia anh ai tụi mẹ mày lật cái xe chạy hương rồi mày đốt cho tao, trời đất ơi, cái chú nó giỡn mày, giỡn đại tụi mẹ khổ quá trời, hai ba tội lần, tụi mẹ nhiều tội lắm thì phải đốt xe thôi, nó nói trời cho sao nó nở phải không, thế thôi tụi mẹ nó cài tội chú đi không nói phải không, tụi mẹ tự bỏ đi cười lắm. Đây chú anh em nói chuyện giỡn chơi chứ, cái đi qua vô tiệm uống cà phê nói chuyện mới giới thiệu bà xã cho nó, bên sau bà xã chú thương nó lắm. Thế là sau này mạnh thằng nào nấy có vợ, thì đầu tiên đó, hồi đời mà khổ á thì chú với nó lên Phú Thọ đình Tân Phước, hồi đó là cái đình đó là đoàn Hạ Thí Nga nó tập tù rồi đó, mà đoàn Thí Nga khổ lắm con biết không, đưa mẹ tập tù không có cơm ăn nữa, thì chú dân lại di tản lên đó, chú mới thấy vậy, chú mới kêu ở đó có những nhân vật nổi tiếng như Ngọc Đầu Lâu, Tụi Kim rồi, cái hiện đại mới nói thời giờ Ngọc á mày ship ở đây, kêu tụi nó đồng ăn cắp gà cắp vịt bán. Đó, còn Kim thì má nó bán gạo, lấy gạo nấu cháo rồi lấy tiền bán, tối nằm cắp gà gà mới dám tung cửa vô chọc chạy mẹ gan khổ mà quán mua đồ nuôi đồng thứ nha. Nhưng mà chị cũng có hậu, thì lúc đó thằng đại nó là cặp con Thúy người Bắc mà nó đẹp, nó là nó học Vũ ở đó đó, nó đồn Vũ Thúy Nha. Thằng đại ở nó có con với bộ, đẻ thằng trai với bộ. Bởi vậy sau này bởi chú lúc nào cũng thương nó tội nghiệp. Nhưng mà cái kỳ mà hai anh em tối rồi, sau này nó lấy con chủ bàn ghế Olympic á, bữa tối đó hai anh em cái nằm nó cái hồi nó chưa lấy nó. Cái tối cái ông Mười á, ổng là thư ký bên tổng nha, cái ổng á kêu trời vợ ơi, ở gì chú Mười, tụi tối nay mày với thằng Đại đi nha, tụi nó kiếm mắt mày với thằng Đại á. Cái chú với thằng Đại mới lủi xuống cầu, hỏi bên đây rọi đèn thì chú với thằng Đại chạy vẫn, mà bên rọi đèn chạy đây. Thế là hai anh em cái tối rồi, hồi nó khoảng cũng 12 giờ, khoảng 1 giờ. Cái chú mới nói
Ủa đại là đói bụng quá. Cái tao vòng mày ngồi đây đi. Đi chứ. Mày ngồi đây. Cái nó đi ba vòng mấy đổi thùng mẹ nó đi. Cả tiếng hồ. Nó tự là nó nổi trên đầu nó cái thúng. Trời đất ơi, cái gì à? Ê, mở ra đồ mẹ, trời đất ơi. Còn là mặn không à, đúng mẹ, đúng bụng không à. Nó nói chứ đâu có gì đâu. Ê, ăn mùi giỡn. Cái chú mới nhớ ra. Cái chú đại ơi, ủa mẹ tội nghiệp thí đó. Lúc đó chưa có nổi tiếng, chưa có tiền nữa. Ủa mẹ tội nghiệp nó lại, cái nó không có. Dù muốn dù không, tôi thề mà không bao giờ tôi bỏ nó. Tội mà còn lấy còn khổ. Rồi nếu mà tôi rồi có gì tôi chết không ai thấy mặt tôi đâu. Cái lời gái của nó không linh được. Mà nó chết không ai thấy mặt đâu. Nó không có bỏ thiệt. Nhưng mà kể như nó lấy người khác là ở đâu mà kể như nó bỏ rồi. Cái kỳ chú với nó là nè. Chú nói với mình ba thằng. Nó này có con bồ Okasa Đà Lạt á. Okasa ba. Để rủ nhau đi Đà Lạt. Cái chú với mình với nó. Ba anh em ra nói xe đò đi Đà Lạt. Cái lên Đà Lạt. Cái tiền nó bị chém á. Cái lên Đà Lạt. Cái bữa tối sáng á Thục Gia Phan đi ăn hủ tiếu lên. Thục Gia Phan. Cái nại nó nói tối nay đi nhảy đầm không. Cái tối hồi đụng mày có bồ mày đi nhảy đi bồ. Rồi tôi với mình đi qua bà Thái chơi. Minh Ga chơi. Đó. Thì ở bên bà Thái hồi xưa bán hút. Cái tối khuya. Cái chú với mình đụ lưng bơn lên thì đừng bói đó thì đại với con bò nó đi nhảy đầm rồi thì chú với mình đụ lưng tân lên thấy bến xe nó đông quá lu bu ghe nó nói đụ có mấy thằng Đà Lạt lên đây đụ bị đánh tụi đi dí chém tôi bị chú quản hồn chú chạy vô thì chú thấy con bò nó kêu y tá bác sĩ băng đó băng tay chân nó đụng mẹ xe nó đụng má nó tối nó dây nó chém hỏi ra thì biết đám tụi xí ở Đà Lạt phải nổi tiếng sinh thái cái chú mới kêu tụi thằng Hùng ở trên đó mình có mấy đệ tử đám tụi thằng Bích thằng Hùng con cò thằng Bích thì nói dân học Sài Gòn mà cái chú nói mày kiếm đồ cho tao kiếm đồ chơi đi nhưng mà với điều kiện có phải có cái mền nha họ đã có mền con rồng nó mỏng tăng à chú quấn người chú lại chú sợ nó đâm chứ còn kém thì chú đâu có sợ chú đỡ được nhưng mà đâm thì chú mới cuốn người chú rồi sáng cái chú với mình ban lên đường Phan Phùng thì bên đây phòng tủ phòng trà cà phê tùng ngó ngang nó tiệm dài cái chú mới dòm thấy tụi nó nháy mắt nó chỉ nó thằng Thái đó nó bự con chú bàn qua cái nhớ mà xin lỗi bộ phải bộ tên Thái không nên là nó biết nó phải nhưng mà tôi nói với bộ nha cái chuyện hồi hôm không có tôi danh dự tôi là Thái nè Đà Lạt có xí Thái nhưng mà tôi không có đụng cái chuyện hồi hôm danh dự với bộ cái tôi nói thôi nếu bộ nói vậy thì mình giang hồ mà bộ chỉ nhìn xí giùm tôi cái nói đây nè bộ đi thẳng hết đường đi bộ dồn bên tay mặt cái nhà cuối hết là nhà của bên tay mặt cái nhà kiến là nhà xí cái chú bỏ chú đi xuống chú thấy bà già nó nè mở quét nhà mở quét cái sân cái chú nói thưa má cho gặp xí cái bà nói con ơi hôm nó chém người ta nó trốn rồi hỏi trốn ở đâu má bà nói trốn khỏi Đà Lạt 6 cây số á đâu biết ở đâu chi năng gì đâu thì chú vừa trở lên là đụng mà tụi nó báo mô tô nó dí theo nó bắt chú nhảy xuống được kêu một đám tụi hùng mô tô nó bẻ tay nó bắt mà cái thời đó con biết cái thời đó là cái mùa đó Đà Lạt nó mùa nó lạnh chú đi ở dưới đi lên mà nè mà con thấy cái thùng mà bán sữa đầu nành nó có cái thùng lửa là chú mở ra chú ngồi chú chịu vô mà trong người ba đời suy áo bỏ vô quần ba đời suy vậy mà nó lạnh vậy cái con nít rồi xe nó chạy con nít chảy máu lỗ tai nó dục lên chở nhà thương xe hồng tập tự nó chạy á mà con biết là mà nó mắc chú vô nó cổ quần áo nó tạt nước trời đất ơi y như trong thùng nước đá mà la làng luôn khỏi cần đánh còn cái thằng quýt nó mới chạy kêu hùng nó nói được mà
nó vô nuôi chú mà. Nó thấy vậy rồi nó chạy về nó kêu Hùng, bằng Hùng nó con cò chú nói con á. Nó chạy về nó con gà nữa. Con học Sài Gòn mấy anh giúp con bây giờ. Mấy anh bị bắt rồi ba vô giúp lại coi làm sao chứ giờ mấy ông đụng tạt nước cũng chết. Cái ông vô ông nói thôi mặc quần áo vô đi, làm hồ sơ mai giải tòa. Nhưng mà giải qua viện lý còn đường về Đơn Dương á. Thì lúc đó thằng Đại thì nó nhờ anh chủ sơ đồ Nam Lợi à, anh Nam Lùng á, mà chú đã giúp ảnh một lần cái vụ bài rồi. Rồi anh mới lo chú, anh nói không sao em qua nó về. Thì qua đó là viện lý thả chú về. Tức là tạm mùng 10 xử. Nhưng bây giờ tới thành phố thì chú mùng 5 chú bị đâm rồi. Thì chú ban vô Hoàng Đại, chú được về chú ban vô Hoàng Đại thì lại nó đưa chú mớ tiền. Đâu cũng mấy ngàn à. Cho nó nói cái này 30 Tết rồi, bồ về, bồ ghé vợ tôi Lận Thúy á, bồ đưa nhiêu đưa. Còn sắp giải là bồ muốn mai mai. Nó đâu 30 mai gì nữa. Đi về đi, đưa cho bà xã tôi bao nhiêu vui, lấy xài. Đến ngày nói với tôi, hai anh em tin cho lắm. Em tôi về. Trời ơi, thấy nó tội nghiệp. Tôi nói sao mà ăn uống vậy Thúy. Em nói chứ anh nhớ câu nói của nó cùng con vợ nó Thúy á. Tôi nói anh thấy không, bây giờ có nhiều ông chơi hết. Nếu sau này em mà xài muôn bí, sau này ông già ông có bị gì ai lo. Tôi nói ăn đi xài đi rồi nó có tiền. Em yên tâm đừng có lo. Tại vì Thúy rất là thương chú như anh em vậy. Tại Đại lấy nó rồi chú với nó với Đại là ở đoàn Thúy Nga đó. Rồi sau này Đại nó có tiền nó giàu rồi. Cái lời hứa nó giờ chú không biết là cái lòng nó làm sao. Nhưng mà con thấy không, y như cái lời dạ nó hứa với chú ở dưới sông nó nói là nếu tôi bỏ nó sau này tôi chết mà không ai thấy mặt tôi. Cái câu nói của nó. Mấy chú sau này chú suy nghĩ là bây giờ nó lấy con nhỏ này, nó bỏ thì không biết nó bỏ không, con hiểu không? Nhưng mà kể như nó lấy người khác thì nó bỏ không thấy rồi. Mà nó chết đâu mất xác luôn. Có nghĩa là khi mà Đại Ca Thi mà xuống nhất á, là lúc là có thêm một người vợ khác nữa. Thì nó lấy con chủ bàn ghế Olympic đó. Là lúc đó là coi như một đời Đại Ca Thi là lùi tàn luôn rồi. Thì nó đi chơi mà nó giàu mà. Nhưng mà cái nó bỏ không thấy hay không là nó không biết. Nhưng mà cái thời gian mà Đại Ca Thi gọi là phát triển mạnh nhất và giàu có nhất thì lúc đó thì giữa chú với Đại Ca Thi như thế nào? Thì dẫn anh em lâu lâu rồi nó có chỗ nào nhảy đầm hay gì là nên đi kiếm chú. Thì hồi đó lúc đó là chú giữ đường tự do, chú giữ Sporting 3, Lily 3, Jacqueline 3, Fuji 3, nhà hàng Vula. Mỗi sáng chú dừng lại đồ ương rồi ăn uống nó đó. Còn bên đây thì cái nhà hàng tự do thằng Châu Nghị bị bắn chết đó. Là lúc đó chú giữ qua nó đó. Là chú quản lý hết mấy cô đó. Lúc chú giữ quản lý đó. Lúc đó chú kinh tế là ổn không? Ổn, lúc đó khá, trời ơi nói gì, giữ hết mấy ba quá trời tiền rồi. Bắn ba có tiền lắm. Nhưng mà ăn chơi, thằng nào cũng vậy, cái tối bữa nó nói ngày hồi xưa mà. Nửa đêm á, mật vụ hay là công an mà nó kêu đúng tên con làm nó nhảy xuống bẻ tay nó còng luôn. Thì chú mỗi tối chú đình đình chú chạy xuống chú chở bà xã. Hồi đó bà xã chú bán Sporting 3 đó. Ba của chị Tài, vợ của thiếu tá cha. Cái thằng Đại nó chạy xe chậm chậm. Cái đó khuya rồi. Cái nó chạy chậm 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 cái đi chạy ra. Cái chú không dám dòm lại. Chú mới kêu đệ tử chú, Lâm Sư Tử á. Chú nói bây giờ nó có ai, chú chặt cái cua bồ đà, chú né cái cua đó. Thì thằng Lâm Sư Tử nó bước ra thì thằng Đại, nó dòm thấy thằng Đại, cái nó kêu anh hai. Anh hai nào, cái là anh Đại. Cái chú ra, cái lên lên xe, thôi chứ vậy, lên xe, nó không được. Không có bà xã, nó là một sợ vợ thôi không. Trời ơi, đụng bây giờ rước bả đi về tới Thủ Đức.
nó thôi được rồi, nó bỏ đi xuống đi bộ, đi kêu bà xã chú ra, nó kêu Thu. Anh Thu chạy ra hỏi gì nay, anh mượn cày già, mai anh trả nó. Năm sư tử mày cỡ chuyện mày về. Đó là chú lên xe. Ở đêm nay tôi cho mày đi coi Ifa Nho số 100%. Ifa Nho là gì ta? Tụi người Ifa Nho à. Gái Ifa Nho đêm nay tôi cho mày coi Ifa Nho đồ mà thoát y 100%.